Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của anh Mới Quen Đánh nhá. Và bên cạnh anh đây đó chính là ai? Là chị ốc cute phô mai que. Chị ốc đã xấu lại còn đầu gấu nha các bạn. Rồi, và hôm nay anh Mới Quen Đánh và chị ốc sẽ chơi trò đang rất là hot, đó chính là Poppy Playtime. Rồi các bạn ơi, cô anh Mới Quen Đánh và chị ốc chơi trò này nhá, xem nó có gì đáng sợ và có gì mà lại hot như thế nhá. Ok. Đây là giao diện khi mà chúng ta mới vào trò chơi. Đây giống như là một nhà máy, mà theo câu chuyện thì nó là một nhà máy sản xuất búp bê các bạn ạ. Ồ, anh rất thích nhà máy sản xuất búp bê và đồ chơi luôn đấy. Anh ước mơ trở thành một người sưu tầm được rất nhiều loại đồ chơi luôn. Rồi ok. Thôi, đừng có mà bốc phét. Thôi, anh sẽ vào chơi luôn để xem trong nhà máy có gì. Wow. Đây là cái chapter 1 luôn hả? Ui các bạn ơi, nhân vật đây chính là cái con Hooky Hooky đấy đúng không? Đúng. Wow, trông nó cute này mà, có gì đáng sợ đâu. Đúng rồi, nó không hề đáng sợ nhưng mà cái lúc mà nó ăn thịt mình á là mồm nó há ra và toàn có răng ở trong mồm, nhiều răng lắm luôn. Thôi, em đừng có mà bốc phét. Con này trông đáng yêu này, anh phải bắt mấy con về tối ôm đi ngủ. Thử xem. Rồi new nha. Game đi. Ok, bấm vào new game nhá. Rồi. Tự nhiên màn hình đen chả hiểu kiểu gì. Rồi, ui, có một cái video gì đấy không ạ? Đây là một đoạn băng. You are about to see. Tóm lại một cái đoạn băng này, theo em được biết đó là người ta nói về là lịch sử. Trong lịch sử chế tạo búp bê, người ta đã chế tạo một con búp bê có thể nói chuyện được với con người. Và tên của búp bê chính là Poppy. Bạn mình kinh rồi. Ui, búp bê mà nói chuyện được với con người, búp bê xịn vậy. Tất nhiên rồi, nó là một con búp bê rất xinh, xem mà xem. Được rồi. Đâu. Chưa thấy con búp bê đâu ốc ạ. Wow, đây chính là cái con búp bê đấy hả? Nó là Poppy đó. Poppy's as lovable as a real girl. And she talks like one too. Hi, my name is Poppy. Nó nói đấy. Hi, my name is Okute. Chúng búp bê vậy ốc. Nó đáng yêu mà, mắt nó to, tròn và môi nó cong lên. Đây là những người chế tạo ra con búp bê đấy đấy. Wow, trời, người ta chế tạo chắc là chế tạo một loạt rất nhiều những cái con búp bê như vậy đúng không? Anh thấy cái con đấy như kéo cái dây cót đằng sau xong nó nói sao? Đúng. Bông hoa nè. Ừ, có một cái bông hoa ở đây. Búp bê sẽ lại có bông hoa chả liên quan gì cả các bạn ạ. Biết đó là biểu tượng của con búp bê thì sao? Ừ ha, Poppy. Playtime. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ vào chơi nhá. Bức thư này nói là tất cả nhân viên trong nhà máy đã biến mất. Không, họ vẫn đang ở trong nhà máy để tìm một bông hoa. À thế làm sao mà à? Thế là bây giờ mình vào cái nhà máy đấy thì cũng đi tìm một bông hoa. Chắc là thế. Nhưng mà nhà máy thì sẽ không có người ở đâu. Wow, các bạn ơi, khi mới vào này anh thấy một cái không gian rất là nhiều màu sắc. Tất nhiên nó là sản xuất đồ chơi mà. Đây là kiểu như là đón tiếp á, welcome kìa. Đây là quầy, kiểu là quầy đón tiếp ấy nhỉ? Đúng. Rồi, ui. Trên cái quầy này có một cái máy tính. Ủa, liệu có chơi game được không ốc? Không, nhìn đã biết là nó hỏng rồi. Hỏng mất tiêu rồi còn đâu. Đây là cắm bút cũng hỏng rồi. Nhưng nhìn cái đĩa này có vẻ mới ha. Mới đâu mà mới, cũ xì ra. Đấy, nó bảo là hãy nhặt lên. Ui, anh nhặt rồi ốc ạ. Đây thấy một cái tivi này ốc này. Cái đài, cái đầu màu xanh nó. Cho cái đĩa màu xanh vô. Rồi có thấy nói gì đâu. Ui tivi lên rồi kìa. Nó nói tiếng Mỹ à? Đúng, nó nói tiếng Anh đấy. Nhưng mà mình không hiểu tiếng Anh thì mình phiên dịch lại thành tiếng nước mình. Nó là đấy là tiếng giỏ hơi không ai chơi của em. Chứ làm gì có tiếng nước mình nào như thế. Rồi ok, thôi kệ nó đi. Bây giờ anh sẽ đi loanh quanh đây xem tìm có gì hot không. Wow, Poppy want to play. Wow, muốn chơi cái gì với mình? Ui. Phòng này là phải có mật mã đó. Ui, mật mã lại còn bằng màu sắc luôn các bạn. Đúng là nơi làm đồ chơi có khác. Ui, con búp bê. Nó bị hỏng rồi, người ta vứt nó ở đấy đó. Không phải hỏng đâu. Anh nghĩ là cái nhà máy lâu không ai vào, nó bị gì đó. Thế là nó hỏng rồi còn gì? Quá chuẩn luôn. Có một cái cánh cửa đây này. Nhưng không mở được các bạn. Ui, có hình bàn tay này. Rồi, chúng ta phải đi lần lượt các bạn ạ. Không là tí chúng ta sẽ bỏ quên đấy. Rồi, bên này. Gì đây? Cửa hàng quà tặng. Cửa hàng quà tặng à. Rồi. Ui. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước mau mau.
đâu. Người đi sau là rất thích ăn rau. Là chú bán rau không biết gì. Ui, cửa hàng quà tặng có rất nhiều món đồ này ốc nè. Dỉ hết rồi các bạn ạ, chả còn cái gì nữa luôn. Còn cái nịt. Ồ, anh có nhớ cái bảng mật mã là màu sắc không? Ờ ha, ở cái đoàn tàu này anh thấy có rất nhiều toa tàu mà mỗi toa lại theo một màu nhè. À, nên là chúng ta hãy học thuộc cái màu ở trên tàu đi, biết đâu sẽ giúp chúng ta mở cánh cửa kia đấy. Ờ đúng rồi đấy. Nào thử xem nào. Xanh, hồng, vàng, đỏ đúng không? Đúng. Hãy nhanh lên nào. Anh sẽ chạy qua bên này. Mật mã ở đây. Giá. Xanh. Xanh này. Hồng này. Vàng này. Đỏ này. Hay quá, bây giờ anh mở được cửa rồi. Vỗ tay chứ còn gì nữa. Đi anh vào. Cực kỳ thông minh luôn. Đi vào trong đi. Rồi, bên trong có cái gì đâu. Ui, còn mấy cái ghế này. Đây chắc là phòng chờ đó. À, phòng chờ à. Ừ. Ui, có một cái tivi này, liệu có xem được gì không? Phải cần gì giống đâu. Như vừa nãy chúng ta cần phải có một cái đĩa. Anh thấy một cái đĩa trên bàn các bạn ạ. Rồi, bây giờ sẽ bỏ chiếc đĩa màu xanh vào cái đầu đĩa màu xanh. Ui, TV lại chiếu gì đây? Ui, có một cái cánh tay. Hai cánh tay. Nó có tác dụng gì? Đó là cầm nắm cả hai cánh tay. Ui, có thể kéo lấy đồ vật từ xa, kéo trở lại chúng ta. Và có thể Ui. Tấn công. Ui dồi ôi, vặt đầu người ta luôn. Trời đất ơi. Ôi, cái tay gì mà tấn công đi kinh vậy. Ui, còn có cả dẫn điện nữa ốc này. Ờ, đúng, phải dẫn qua một cái cột, thấy chưa? Hết rồi. Đấy là hướng dẫn. Ui, có phải cánh tay ở trong cái hộp kia không? Anh thấy đây có một cái hộp này các bạn ơi. Đâu có mở đâu. Ui, cứ tưởng không mở được, mở được rồi nè. Lấy nó đi. Ui da. Vậy là bên hành đã có cánh tay màu xanh. Trong tivi là phải có hai cánh tay, một màu đỏ, một màu xanh mà. Sao đây có một cái? Chắc là mình phải đi tìm cánh tay màu đỏ đó. Ui, anh có thể kéo dài được thằng này. Ui, ảo thế đấy các bạn. Rất dài luôn. Đấm được ra này. Bây giờ sang cái phòng nào đây? Ờ, phòng bên này thì mình đi rồi này. Còn mỗi cái phòng này thôi. Ờ, đúng, phòng có cái bàn tay màu xanh đó. À, nghĩa là bây giờ mình sẽ ấn cái bàn tay màu xanh của mình vào đây. Hey, anh biết thừa rồi. Easy game. Chính là cái con gì? Hookie. Oh my god. Hello. Hello, how are you? I'm fine and you? Đây này, Hookie 1984. Xung quanh này có rất nhiều những hộp đồ chơi của cái con búp bê này. Nhặt được hả? Mình chỉ lôi đi được thôi, mình không có nhặt được. Anh sẽ kéo về. Thôi. Tí gần thoát ra game anh sẽ kéo hết đống này về nhà trưng bày luôn các bạn ạ. Ủa, đây có cái bàn tay này. Một bàn tay đỏ, một bàn tay xanh. Phải cần một bàn tay đỏ nữa, chúng ta phải đi tìm bàn tay đỏ đó. Tối quá, không thấy gì luôn các bạn ạ. Testing. Đây. Mở được cái này. Ui. Nghe thì tiếng chìa khóa. Hello, nó lại đưa chìa khóa cho mình. Tự nhiên có một cái chìa khóa xuất hiện ở cái tay của con này, ảo thế đấy ông ạ. À, em phát hiện ra rồi, vừa nãy anh chạm vào cái cánh cửa kia thì dòng điện đã chạy ra và từ đó nó nhả ra cái chìa khóa đó. Ủa, con này nghe nói là quái vật mà, nhưng mà anh thấy nó cú te này còn gì nữa. Đấm nè. Thôi. Mở được cửa rồi, đi vào trong thôi. Đây là khu vực nhân viên. Khu vực nhân viên ạ? Đây là phòng như kiểu phòng điện ý, bê quý Thành ạ. Tối om om, chả thấy cái gì cả. Không có được các bạn ơi. Ôi, nhìn dây điện ở dưới sàn kìa, có vẻ đã bị tháo hết rồi. Hay là chúng ta cần phải nối điện lại nhỉ? Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng mà đây anh có mở được đâu. Không có mở được, để anh đi tìm thêm các bạn ạ. Chỗ này có nhiều bàn tay nè. Ôi giời ơi. Giật hết cả mình. Gì đây? Đây là vị trí số 1, nhìn số 1 chưa? Cái tay của mình dẫn điện này.
anh lần đầu tiên cái tay của mình dẫn điện đấy. Rồi bây giờ sẽ nối đi đâu đây? Phải vòng một, phải vòng một cái cột nhớ không? Phải vòng một cái cột để hướng dẫn nó, người ta hướng dẫn ở trong tivi đó. À, hướng dẫn ở bên dưới, hướng dẫn bên dưới các bạn ạ. Nó tiếp 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 đi. Rồi, không có nối trực tiếp được vào đây đúng không? Bây giờ đi tìm. Ui, một cái cột nữa này. À, đây có một cái cột nữa này. Touch with wire. Ý dồi ôi, nó lại sáng quá. Trời ơi, anh quá giỏi luôn ông ạ. Ở chỗ này tối om á, anh đã cho nó sáng trưng được còn này gì nữa. Rồi sao? Chắc là xong rồi đấy, ra khỏi cái phòng này đi. Ok. Hãy tạo một người bạn. Tạo một người bạn nhá. Phòng số 5, phòng số 5, con đấy nó chui phòng số 5 rồi. Chắn thế, chắc chắn là thế. Từ từ đã. Anh chết toi rồi. Anh vừa nãy vừa đấm vào mặt nó. Nó sẽ giết anh đấy. Nó biến mất rồi. Nó chạy mất rồi các bạn ạ. Thế mà ông bảo là cái tượng. Nó chạy ở phòng 05 đấy. Đuổi theo, đuổi theo nó đi. Đuổi theo. Ngươi không được bỏ trốn. Trời ơi, ốc bảo nó là một bức tượng ư, nó vừa chạy được đấy, ảo thật đấy. Ảo thật đấy, tối quá, úi dục. Trời ơi, đây là đường ống nước mà nó xì vào mặt mình luôn các bạn ạ. Thế mà ốc bảo nó là bức tượng, nó không phải bức tượng đâu, nó thế là quái vật đấy. Thế mà anh dám đánh nó, trời ơi. Anh cố tình đâu, anh cố ý thôi. Ồ, đây như là phòng rác thải ấy. Ờ, rất nhiều món đồ chơi bị hỏng. Oh my god, xác của những con búp bê. Thế nên là chị ốc ít chơi búp bê đó các bạn ạ. Không chơi búp bê bao giờ, sợ lắm. Không gì đâu mà sợ. Một cái đầu, một cái tivi nhưng mà không có cái đĩa để xem ốc ạ. Để anh lên trên này xem có cái gì không nha các bạn. Ơ, nhìn có cái gì phát sáng ý. Được các bạn ạ. Đây có một cái bảng gì đấy. Ừ, ở bên này thì có nhiều cái tay là người ta lấy cái đó. Lấy đi. Lắp vào anh đây. Anh biết rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ lắp vào đây. Thì bây giờ chỉ có một cái bảng điều khiển này với một cái đấy. Rồi. Thấy nó có hình vuông vuông giống cái này để anh lắp xem nào. Hay quá, nhưng mà có tận 4 cái cơ, phải đi tìm rồi. Ờ, bây giờ chúng ta sẽ phải tìm thêm 3 cái nữa. Ừ. Rồi, ok, nhảy xuống dưới. Anh nghĩ là bên dưới thôi, vì đường này không còn đường đi nữa. Ở đâu ta? Thấy luôn một cái nè. Chiếc xanh lá đây rồi. Chiếc xanh à? Ui giời, nắm mà xe rác. Trời ơi, mất rồi nhà quê. Ui, hình như anh thấy cái nữa rồi bên này này. Cái gì nó phát sáng này mình dễ tìm đúng không? Đúng rồi, nó phát sáng mà dễ tìm lắm luôn ấy. Đây này, bên này anh thấy cái màu đỏ này vậy. Ờ, màu vàng. Và màu đỏ luôn. Okay. Lên lắp vào baby Thành ơi, tò mò quá. Rồi ok. Có hình bàn tay này. Chắc là cái cửa này mở ra được. Quá thông minh luôn. Vậy lúc nãy mình nhảy là mình nhảy sang phòng khác hả? Không. Lúc nãy hình như là mình đi vào. Mình đi lên bằng một phòng mà mình nhảy xuống là một phòng khác nhau mà. Không. Ừ, mình đang nhảy ra cái phòng chính. Nhưng mà lúc nãy mình đi vào cái đường này. Còn bây giờ mình đi vào trực tiếp từ cái đường này, hiểu không? Ừ. Đấy, lúc nãy là mình rúc vào cái đường này xong mình đi lên cầu thang. Còn bây giờ nó có một cái lối mở trực tiếp để mình đi vào. Ừ. Đấy, bây giờ đi lên cầu thang. Lắp. Anh tò mò quá, biết lắp vào cái này nó sẽ xảy ra chuyện gì ta? Liệu có xuất hiện cái con kia không? Ờ, đi đi, cái cuối cùng này. Cẩn thận nha, chẳng may con kia nó xuất hiện. Nó đi sang đầu bên kia để làm gì đó. Nó móc một cái gì ấy. Ờ, đi kiểu một gói quà đó các bạn ạ. Chắc chắn nó mang sang đây cho mình. tặng đồ chơi cho mình à? Không đâu ơi. Ồ, nó thả xuống dưới rồi. Ồ, bàn tay đỏ. Lấy đi. Wow. Vậy là bây giờ anh Minh Thành đã có 2 cái bàn tay rồi. Mình đã dùng 2 bàn tay này để mở cánh cửa đằng trước mặt mình đó. Hợp lý luôn các bạn. Màu xanh này, màu đỏ này. Ui giời ơi, cái đầu búp bê trông ghê quá nghe em. Nó chui vào đây hả? Còn mỗi cái đường này chui vào đây thôi chứ còn đi đâu nữa. Ui sao tối này. Đi nhanh lên nào. Tối quá con thấy cái gì luôn á. Thì có một đường thôi, đi nhanh lên, trượt xuống. Đây là số 2. Lại phải nối điện. Đúng. Tìm số 1 đi. 1 ở đâu?
đây 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 đây, anh thấy cái đường đi lên rồi. Đây. Rồi. Ồ, anh ơi, anh làm cái ngược tay rồi. Ờ ha. Ồ, không có được các bạn. Đó, tiếp mình đến cái kia. À, không được. Từ từ đã. À, phải qua qua cái này. Có một cái cột này, chắc chắn mình sẽ phải nối điện qua cột này ốc ạ. Ừ, đi xuống nào, đi xuống luôn. Đó, phải qua cột mới được. Trời ơi, hay quá bê Thành ơi. Ui, ui, tự nhiên bị đi luôn này. Nó là băng truyền mà anh không biết hả? Nó là băng truyền đó. Mình đang ngồi trên cái băng truyền các bạn ạ. Và sau khi kết nối điện được thì cái băng truyền nó hoạt động. Có nó đưa mình đi đâu đấy không? Đúng quá, chẳng thấy cái gì các bạn. Trời. Ui, phải là xác búp bê thôi. Kiểu lâu ngày ngày trước nó đang hoạt động sản xuất búp bê các bạn. Bây giờ nó không còn sản xuất nên là rất nhiều cái xác búp bê còn lại ở đây. Ô, nó dẫn mình đến một cái phòng. Trời ơi, my god, đầu lăn lông lốc ghê chết. Úi giời, thôi thôi, đi đi đây các bạn. Ồ, một cái phòng hoàn toàn mới luôn. Trời ơi. Thế là mình vừa là một con búp bê được sản xuất ra từ đây à? Ảo thật đấy. Núi lên nhỉ, núi lên. Rồi, anh sẽ trèo lên đây. Biết trên này có cái gì nhỉ ông nhỉ? À. Ôi lại nối điện rồi. Chắc chắn là nối điện rồi. Ờ. Ôi giời. Đồ ngu. Ngu người thật các bạn ạ. À, anh không đi qua được chỗ đấy đâu. Nó có hở một cái lỗ đó. Anh không để ý đó. Anh tưởng nó liền. Thế là anh chạy tung tăng lọt xuống. Nó có cái tay kéo phải không? Rồi, easy. Đi tiếp. Đây là, đây là này, đây là vị trí số 1 này. Bắt đầu nối từ đây. Rồi. Ở đây anh thấy nối. Cột bên này này. Cái cột ở đây nữa này. Và vị trí số 2 đâu? Qua cái cột này. Oh my god, cái gì đây Thành ơi. Thành không rút tay ra khỏi cái kéo hả Thành ơi? Rồi, ok. Làm bạn. Thành nghĩ này sẽ được các bạn. Ở bên này anh thấy có một cái tụ điện này. À, nối qua đây. Em được không? Không có vừa, không có vừa dây rồi. Không có tới hả? Thế chứng tỏ là bây giờ ở đây có một cái ấy để đi em, qua em này. Em nghĩ là anh nên đi bên kia kéo lại. Ờ, hợp lý đấy. Rồi. À, không được. Từ từ đã. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ đi ngược lại cột bên này đi. Chúng ta sẽ đi từ cái cột này này. Qua cột này này. Ồ, được rồi đó. Trời ơi, sau một hồi đấu điện rất là mệt luôn các bạn ạ. Anh đã đấu thành công rồi. Nhưng mà nó hình như chả thay đổi gì đâu. Ờ. Mỗi lần mình đấu điện ấy, chắc chắn một cái gì đấy nó sẽ hoạt động. Thế là bây giờ từ từ đã, anh sẽ đi xuống kiểm tra xem cái gì nó hoạt động. Mình nên nhảy xuống luôn. Nhảy xuống bị chết đó. Này rõ cao, lúc nãy anh nhảy cái chỗ tí tí ở dưới này anh còn bị tí ngòm củ tỏi. Rồi. À, có. Ê. Có một cái nút để bật cái gì đấy, hình như là cái cỗ máy làm đồ chơi này sao các bạn ạ? Chưa bật được mà. Ờ, để anh bật lại thêm nữa các bạn. Thấy gì chưa? Anh đã khởi động lại cái chỗ để làm đồ chơi này luôn này. Đấy, phải phát sáng lên như thế. Thế vãi ông ơi. Nhìn này. Gì? Mấy cái máy đồ chơi nó đang nhìn mình này. Đâu nó nhìn đâu? Ờ ha, nó nhìn mình thật. Trông ghê thật sự luôn, em còn cười được. Nhưng mà nhìn nó hài mà. Cái mồm đang thế này nè. Trông ghê dã man con Nga luôn. Mắt này như kiểu mấy con ếch ấy, ở đâu mấy con cua ấy. Bây giờ, à, mấy cần gạt sáng rồi kìa. Mình sẽ gạt những cái đấy xuống để khởi động cái máy nhỉ. Ờ, đúng rồi. Nó ra các bộ phận của con búp bê. Đấy đi.
chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm một con đồ chơi búp bê đó các bạn. Nó đi vào đây rồi nè. Còn nó chạy đâu rồi? Nó chắc là đi vào những cái máy, là những cái mặt này nè. Chắc là máy để kết nối những bộ phận này lại này, máy sơn này đúng không? Đấy, nó đang làm việc cái máy này ốc nè. Xong rồi, máy này xong rồi. Ôi nó được sơn rồi ốc này. Máy này không biết làm gì ta. Chắc là lắp. Cho lắp con này thành cái đồ chơi hoàn chỉnh cho các bạn. Ánh sáng con này. Đó. Đi sang cái máy bên phải này. Đấy, thấy rồi. À nó lắp thành người này, lắp thành con này. Ôi. Lần đầu tiên anh thấy quá trình làm con búp bê đó ốc ạ. Chúng ta đã được một con búp bê hoàn chỉnh rồi. Đây không phải con búp bê. Chú mèo à? Mèo. Một loại đồ chơi nào đấy, không phải búp bê đâu. Ông ơi, rốt cuộc đây là con gì? Mình đã lấy được con đấy rồi. Đây là con gì? Con mèo mà. Wow, mèo 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 mèo. Wow. Cái cửa này. Không một ai rời đi mà không có đồ chơi. Vậy là anh phải đặt con đồ chơi đó vào đây. Ở đây có một cái tủ để đồ chơi sao ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Để mở ra. Ủa, thế là bây giờ mình được đi ra ngoài rồi hả ông? Đúng. Ui, thế thì game này có cái gì đâu mà khó, có gì đâu mà sợ. Về thôi. Ủa, cửa này không mở được. Cửa số 5 này là cửa mình vừa vào, anh nhớ không? Cái gì đây? Ui, nấc thang xuống địa ngục ấy. Nấc thang xuống địa ngục. Thôi, tôi đi về đây. Cái quần gì đó vậy? Đánh nó đi. Chạy nhanh vào. Anh thấy chỗ này cảnh báo đỏ. Ui, cẩn thận. Chạy đi. Nó nhanh thật sự luôn. Trời ơi, đáng sợ quá. Ui, nó còn đang đuổi đấy. Cẩn thận. Đi. Ui, anh ơi, tha em anh ơi. Đi chậm thế. Không có chạy nhanh hơn được. Oh my god. Không được rồi. Ôi, các bạn ơi, nó đằng sau anh nè. Nó kéo nơi rồi đúng không? Rơi từ độ cao như thế nó phải chết toi rồi á. Ui, anh sợ lắm luôn ốc ạ. Nó cứ đuổi theo anh, nó túm mông anh. Anh trầm cảm luôn các bạn ạ. Ui, cứ tưởng nó không sợ. Hóa ra biến thành một con quái vật, nó đuổi theo nó cắn mình các bạn. Quả đấy mà mình đi sai đường một cái là khéo mình hy sinh rồi đấy. May là anh tỉnh táo đi nhanh lắm. Tuổi gì mà bắt anh Quy Thành. Phía cuối con đường là có bông hoa. Wow, một bông hoa rất to luôn. Ui, còn có cái hộp gì đẩy đẩy nữa. Lại một cuộn băng cassette. Không có xem gì không ạ? Để anh sẽ qua bên này xem bông hoa đấy là cái gì nhé các bạn. Cuộn băng này. Xem cuộn băng là cái gì nhé. Trời ơi, dù sao giết được cái con quái vật Úc kỳ rồi, anh cũng không có sợ lắm đâu. Ôi, chả hiểu gì cả, thôi bỏ đi. Ủa? Ui, đồ chơi bị thắt cổ trông kinh dị thật sự. Dừng lại, quay trở lại, không, nguy hiểm. Thử mở cửa vào xem. Ủa, có cái gì mà người ta cảnh báo mình ghê vậy? Đây giống như một ngôi nhà châu Âu ấy.
Đi về thôi, tới nhà mình rồi. Tèo tèo tèo. Ủa? Đi về nhà, đi về nhà. Đi về nhà thôi các bạn ơi. Ủa, mặc cái hành lang anh thấy hơi bị bẩn bẩn rồi nha. Ờ, tối dần rồi á. Có ai ở đây không? Ủa, một căn phòng. Không được, không có gì hết. Một ngôi nhà bé xíu này. Đấy là nhà búp bê đó. Nhà búp bê, rất nhiều gối luôn các bạn. Úi giời. Lấy một cái gối mang về nhà tối ngủ. Này này này, này. Có một căn phòng màu đỏ kìa. Có cái gì đây ta, trông ghê vậy. Nghe thấy tiếng nhạc đó. Nhạc như kiểu mấy cái hộp nhạc ngày xưa. Liệu có cả một con quái vật gì không? Ơ anh ghê quá à, nó đỏ ỏn các bạn ạ. Chúng ta nên vào không? Vào nhá. Ồ búp bê kìa. Búp bê Poppy kìa. Ờ con búp bê đầu video người ta nói đến đây này. Rồi anh sẽ mở cái tủ này, lấy con búp bê này về chơi luôn. Ui nó mở mắt kìa. Ui dồi ôi. Vậy là mình thắng rồi à? Ôi trời ơi. Cứ tưởng thế nào, tưởng chơi thua. Không các bạn, lần đầu tiên Quỳnh Thành chơi phát thắng luôn. Alo, 10 điểm. Đấy. Trời ơi. Đấy, vậy là hôm nay anh đã chơi xong cái trò Poppy Playtime rồi. Và đã chiến thắng cái con quái vật gì ốc. Quái vật Huggy, Huggy. Rồi, và đấy, có lẽ bây giờ anh dừng video tại đây thôi. Các bạn có những cái trò chơi nào mà nó kinh dị mà đáng sợ hơn nữa ấy, thì yêu cầu dưới video đi, anh chấp hết, một mình anh chơi hết luôn. Bye bye. Bye bye các bạn nha.